Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Thanh Châm Hành qua kiểm duyệt, dự kiến lên sóng trong tháng 5 2021. Thanh Châm Hành chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Châm Trung Lục của tác giả Châu Văn Văn. Phim kể về câu chuyện kỳ tài phá án của Hoàng Tử Hà do Dương Tử thủ vai và Quỷ Vương Lý Thư Bạch do Ngô Diệc Phàm đảm nhận. Trong cuộc thảm sát diệt môn, Hoàng Tử Hà bị nghi là thủ phạm đến mức phải lẩn trốn dưới trướng Quỷ Vương Lý Thư Bạch trong thân phận một hoạn quan. Hoàng Tử Hà không đơn độc mà được Lý Thư Bạch, một vương gia tài trí, được cả triều đình kính nể cùng nhau giải quyết bao nhiêu vụ án, từng bước một rửa sạch án oan cho chính bản thân Hoàng Tử Hà. Thanh Châm Hành lấy bối cảnh thời nhà Đường, năm 618 đến 907 sau Công Nguyên, và Hoàng Tử Hà là con gái của một vị quan liêm chính. Không giống với những cô gái khác, Hoàng Tử Hà không giỏi nữ công gia chánh, không tin quỷ thần, chỉ thích theo cha phá án. Ngay từ những ngày đầu công bố diễn viên, Thanh Châm Hành đã khiến khán giả đặc biệt chú ý bởi dàn diễn viên chính là hai cái tên khá hot, Dương Tử và Ngô Diệc Phàm. Dương Tử sinh năm 1992, được khán giả yêu mến qua vai nữ chính trong bộ phim cổ trang Hương Mật Tựa Khói Xương, đóng cùng nam diễn viên Đặng Luân. Trước đó, Dương Tử cũng được biết đến là một diễn viên nhí với hơn 20 năm kinh nghiệm diễn xuất trong nhiều đoàn phim lớn nhỏ. Đầu tháng 9 2016, Dương Tử được Tuần San Giải Trí Nam Đô bình chọn là một trong tứ tiểu hoa đán thế hệ 9X. Ngô Diệc Phàm là một nam ca sĩ diễn viên rapper người Canada gốc Trung Quốc. Anh còn là cựu thành viên của nhóm nhạc nam EXO. Trở về từ Hàn Quốc, Ngô Diệc Phàm chính thức bắt đầu sự nghiệp solo và cơ duyên đưa anh đến con đường diễn viên trong nhiều bộ phim như Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Tước Tích, Lão Pháo Nhi và nhiều bộ phim khác. Thanh Châm Hành cũng là bộ phim truyền hình cổ trang đầu tiên của Ngô Diệc Phàm. Bộ phim Thanh Châm Hành được khởi quay từ tháng 8 năm 2019. Từ khi công bố diễn viên chính đến khi chính thức quay phim, Thanh Châm Hành đặc biệt gây chú ý bởi vấn đề phiên vị của nam nữ chính và sự giằng co giữa lực lượng fan của hai diễn viên. Sự việc lên tới đỉnh điểm khi vấn đề tranh chấp phiên vị lên top tìm kiếm của Weibo và cũng được đem ra bàn luận tại kênh truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV. Sau một thời gian dài khá im hơi lặng tiếng thì mới đây nhiều nguồn tin tiết lộ Thanh Châm Hành đã qua kiểm duyệt và sẽ phát sóng sau khi Trường Ca Hành kết thúc. Cụ thể sẽ lên sóng vào ngày 13 tháng 5 trên trang web Tencent Video. Còn về phương diện chiếu trên đài thì chưa có nguồn tin nào đáng tin cậy về thông tin này. Bạn có hy vọng Thanh Châm Hành sẽ sớm lên sóng vào tháng 5 này hay không? Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.